Xin chào các bác, ngày hôm nay bên đồng hồ Quang Lâm sẽ trên tay với các bác một chiếc đồng hồ của G-Shock. Chiếc này là chiếc Casio G-Shock MTG B1000 DCM 1A. Đây là một chiếc đã qua sử dụng rất là lướt và dòng này thì rất được Casio fan anh em rất là thích. Bởi vì nó sử dụng module 5544 với rất nhiều công năng. Trong đó phải kể đến đó là bộ máy chạy bằng năng lượng mặt trời, bên cạnh đó là kết nối với điện thoại smartphone. Hiện tại thì Casio đang niêm yết trước này với giá mới là 37 triệu mấy trăm ấy. Hàng mới các bác nhé Còn trước này thì là hàng đã qua sử dụng rồi thì giá nó sẽ tốt hơn rất nhiều Vậy với 37 triệu cho một chiếc đồng hồ mới thì dòng này nó có những cái công năng gì có cái gì hay Quang Lâm sẽ xin mời các bác cùng em bóc hộp trước này Chiếc này của chúng ta là hàng lướt Đã qua sử dụng lướt rồi các bác nhé Nhưng mà nó đẹp như hàng mới ạ Chiếc này của chúng ta sẽ có một uh, cái hộp đầy đủ cả không thiếu một cái phụ kiện gì Bên trong là các cái hướng dẫn sử dụng Cũng như là các cái Giấy tờ linh tinh đi kèm của Casio Japan Chúng ta sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng Của G-Shock dành cho dòng MTG Sử dụng mô đun 5544 Các cái hướng dẫn sử dụng mà chúng ta sẽ Ở trong này hết. Bên cạnh đó là Một cái hướng dẫn chúng ta sạc pin Dưới ánh sáng mặt trời để cho nó Sạc. Còn nếu các bác Muốn quan tâm thêm các cái mẫu mã của Casio các bác có thể vào casio.gp là Casio Nhật để các bác có thể tham khảo thêm các cái mẫu mã khác nữa. Đây là cái các cái địa chỉ bảo hành của Casio trên thế giới chăng? Đây là một cái thẻ tác của nó này. Trước đây của chúng ta sẽ có mã là mtgb 1000 DCM 1AJR. À, chiếc này được bán ra vào ngày mùng 3 tháng 1 năm 2020 các bác nhé. Tại một cửa hàng ở Kitakyushu. Một Kitakyushu là ở khu vực ở phía nam của Nhật. Đây là các cái hộp sổ linh tinh đi kèm này. Chiếc MTG B1000 này của chúng ta nó là hàng lướt nhưng mà nó lại như là hàng mới luôn các bác nhé Vẫn, chúng ta có thể thấy nó vẫn còn nguyên các cái siêu ni lông. Có thể thấy rằng là Người chơi sưu tầm hoàn toàn không có sử dụng gì cả và nó đẹp như hàng mới không có bất kỳ một tí vết gì cả. Chiếc này của chúng ta có tên là MTG b 1000 DCM 1AR. Ở đây đúng uh, là nếu mà giả dụ cái mã là chúng ta chỉ có đến 1A thôi, còn các cái R đằng sau này nó là các cái dòng uh, cái các cái lô hàng cho từng thị trường thì như cái này nó là hàng nội địa thì nó sẽ có cái mã là 1AR. Felix Oli in Japan G-Shock MTG P1000DCM 1AGR Như chiếc này của bên đồng hồ Quang Lâm thì hiện tại em đang có một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt Nhưng mà nó là như hàng mới luôn các bác nhé Không có bất cứ một tí vết gì cả Và dòng MTG b 1000 này thì nó lần đầu tiên được xuất hiện tại nội địa Nhật năm 2019 Và kể từ đó đến nay thì Casio họ vẫn liên tục sản xuất ra các cái mẫu mới trong đó thì có bao gồm cả các cái lô xuất khẩu đi thị trường quốc tế và như chiếc này của chúng ta là phiên bản nội địa Nhật. Về mặt kích thước của chiếc này thì chúng ta sẽ có lần lượt các cái kích thước của chiếc này ở đây là chúng ta sẽ đo ở cái khu vực không có núm là 45 các bác nhé, size 45 và độ dày là khoảng 14,7 mm. Đo các cái g này nữa này. Thì nó khoảng 52. Với dòng này thì nó sẽ hợp với lại các anh em có cổ tay 16.5 trở lên. Cổ tay vừa và cổ tay to nhé. Còn anh em cổ tay nhỏ thì bỏ qua. trước này thì có trọng lượng là khoảng 171 g theo thông báo của Casio 171 g về mặt thiết kế thì trước này chúng ta sẽ có một cái đồng hồ với full camouflage họa tiết này là họa tiết đậm chất lính luôn đậm chất dã chiến cái họa tiết camouflage này luôn là một cái cảm hứng và trong các cái thiết kế và chưa bao giờ là lỗi thời cho những anh em mà đam mê phong cách thời trang và nó lấy cảm hứng từ họa tiết trên trang phục của bộ đội với mục đích là ngụy trang trước quân địch trên chiến trường thì cái dòng camo camouflage này nó được biết đến với tên gọi khác nữa đó là họa tiết sần di dòng này của chúng ta nó đều có các chức năng là triple g g của casio trang bị trên dòng mtg b 1000 đó là khả năng chống sốc chống lực ly tâm ở bộ kim và chống rung ví dụ như cấu trúc chống va đập thì chúng ta sẽ thấy ở bên bên trong á, nó là cấu trúc rỗng, nó sẽ giúp cho đồng hồ của chúng ta nó sẽ không bị tác động bởi các cái va đập bên ngoài. Và trong các cái bộ máy cũng như là các cái thành bao bọc ở bên ngoài nó sẽ có cái bộ đệm bảo vệ các cái bộ phận quan trọng ở bên trong đồng hồ. Và nó sẽ khiến cho đồng hồ của chúng ta chống va đập rất tốt. Ở bên ngoài này thì có các cái gờ với cấu trúc bảo vệ như thế này thì nó sẽ giảm thiểu cái tác động bên ngoài tác động vào cái đồng hồ của chúng ta ở tất cả các hướng và nó chống được cả va đập rồi khi mà đồng hồ rơi xuống là nó cũng không bị làm xa cả bên cạnh đó là khả năng chống lực ly tâm cái đồng hồ dòng này của chúng ta thì kim nó hoạt động trong cái môi trường là có lực ly tâm rất lớn thường là nó sẽ đã bị chính trọng lượng của cái kim nó tác động lên nó sẽ khiến cho đồng hồ nó bị gãy kim tự nhiên gãy đấy. cho nên Casio cũng đã tính toán và bố trí tính toán làm sao cho chính xác cái độ cân bằng bằng trọng trọng lượng và sắp xếp các cái bộ kim này nó một cách tối ưu nhất để cho khi đồng hồ nó chuyển động nó vẫn luôn luôn giữ được sự ổn định ngay cả trong môi trường có lực hấp dẫn lớn đấy là cấu trúc chống lực ly tâm bên cạnh đó là cấu trúc chống rung là bao bọc xung quanh các cái kết cấu bộ máy ở bên trong đó là một loại vật liệu Casio sử dụng keo silicon gọi là alpha gel đấy và nó có khả năng là hấp thụ và giải tỏa các cái va đập nó sẽ bao bọc xung quanh bộ máy của chúng ta nó sẽ hấp thụ lực dung và chống các cái sự hư hỏng và trục trặc do cái lực dung mạnh thì đấy là cái cấu trúc chống dung với khả năng chống nước của dòng này là 200 mét nước anh em nhé ở góc 3 giờ đây chúng ta sẽ có chữ MTG là viết tắt của Metal Twist g -Sock. Đây nó là một uh, bộ khung vỏ làm hoàn toàn bằng kim loại hết. Ở dưới có chữ Casio, xuống đến góc 4 giờ thì chúng ta sẽ có ô lịch ngày, nền đen và chữ trắng. Xuống đến góc 6 giờ thì có giờ hiển thị, giờ thế giới, bên cạnh là giờ GMT. Ở góc 9 giờ đây chúng ta sẽ có kim hiển thị thị mức tích trữ năng lượng trong đồng hồ này, battery này. Chúng ta có lịch thứ ở trong tuần ở góc 10 giờ đây có kim hiển thị các chế độ ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có các chế độ như là stopwatch, timer rồi alarm, DST, STD, AT vân vân. Ở góc 12 giờ đây là một cái giờ GMT, giờ ngày giờ đêm. Còn đồng hồ này của chúng ta thì sẽ có ba kim chính kim giờ, kim phút, kim giây và kim phút thì sẽ di chuyển khoảng 10 giây một lần. Chúng ta sẽ có bốn mặt số 24 giờ mà số thứ màn hình đồng hồ kép biểu thị giờ phút này màn hình đồng hồ kép hiển thị 24 giờ dòng này thì được Casio trang bị dạ quang neo và bên cạnh dạ quang thì có cả đèn led nữa đây dạ quang đây các bác nhé chúng ta có thể thấy dạ quang sẽ có trên kim giờ kim phút và đầu của 12 bộ cọc số là chúng ta sẽ có dạ quang thì đây là dạ quang vào buổi tối này các bác này Thế còn đây là đèn LED này. Rất sáng ấy. Đây là đèn LED ở góc 2 giờ chúng ta có thể bấm để chúng ta xem giờ rất là tiện lợi. Về phần module, tức là về phần máy của chiếc này thì như các bác có thể thấy là Casio trang bị cho dòng này là module 5544 với các công năng của dòng MTG B1000 phải kể đến đầu tiên đó là công nghệ tắt solar. Đó là sử dụng năng lượng mặt trời để duy trì hoạt động. Bên cạnh đó là mobile link kết nối với điện thoại qua chức năng kết nối Bluetooth giúp kết nối đồng hồ này với điện thoại thông minh qua cái ứng dụng là G-Shock Connected và nó sẽ lấy thông tin chính xác về thời gian từ từ điện thoại để chuyển sang đồng hồ cho chúng ta mà chúng ta không cần phải chỉnh cái gì cả, rất là tiện. Bên cạnh đó là chức năng xích, nó sẽ có khả năng tự động hiệu chỉnh thời gian dựa vào cái sóng radio trên toàn cầu. Cái sóng radio trên toàn cầu này thì nó có trạm, 6 trạm phát sóng. Ở Nhật Bản có 2, Trung Quốc 1, Hoa Kỳ 1, Anh 1 và Đức 1. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình hơi xa cho nên là nó không bắt được cái sóng radio đó, cho nên cái tức, chức năng tự động hiệu chỉnh thời gian xích này nó ở Việt Nam mình không dùng được. Cái thứ nữa đó là điều chỉnh thời gian tự động 4 lần một ngày. Thì với chiếc này có thể cài đặt điều chỉnh thời gian tự động ở trên điện thoại và luôn luôn cập nhật thời gian tự động và sai số của nó luôn luôn bằng 0. Bên cạnh đó là có cả chức năng World Time cho giờ thế giới cho hơn 300 thành phố tự động cập nhật các cái quy tắc giờ mùa hè và các cái múi giờ hoàn toàn tự động hết. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có đèn báo trạng thái đồng hồ Rồi bên cạnh đó là số lần chỉnh sửa thời gian tạo năng lượng mặt trời Rồi cập nhật các cái quy tắc mùa hè là đều có đèn báo hết Rồi khả năng cảnh báo cho người dùng khi mà mức pin thấp Thì nó sẽ báo hoặc là khi đồng hồ của chúng ta tiếp xúc với từ tính nó cũng sẽ báo Rất là thông minh Giờ thế giới của trên đồng hồ này nó là khoảng 39 thành phố và bên cạnh đó là có đồng hồ bấm giờ Stopwatch với thời gian đo được khoảng 12 tiếng Có đồng hồ đếm ngược TR Đơn vị đo là một giây Đo được khoảng đếm ngược khoảng 24 tiếng Có chức năng alarm là báo thức Rồi chế độ tiết kiệm năng lượng các kim nó sẽ dừng để tiết kiệm năng lượng khi mà đồng hồ để trong bóng tối lâu Bên cạnh đó là lịch của chúng ta sẽ hoàn toàn tự động đến năm 2099 Mà chúng ta không cần phải hiệu chỉnh Đồng hồ này rất nhiều những chức năng chỉnh giờ cũng rất là phức tạp ban đầu tuy nhiên thì về cách sử dụng thì bên đồng hồ quang lâm cũng đã có những cái video rất là chi tiết để hướng dẫn sử dụng đặc biệt là chỉnh nó phức tạp thì nó sẽ tỷ lệ thuận với với lại độ chính xác của đồng hồ cho nên là dòng này thì nó rất chính xác và dòng này thì nó chạy bằng năng lượng mặt trời thì nó chính xác hơn cả pin bình thường với độ sai số chỉ khoảng nửa giây mỗi ngày thôi còn nếu chúng ta kết nối với điện thoại thì độ sai số của nó là bằng 0, tức là chính xác tuyệt đối. Dòng này thì không bao giờ chúng ta cần phải thay pin nếu mà các bác cứ bảo dưỡng định kỳ khoảng 5 đến 6 năm một lần các bác nhé. Và dòng này thì của chúng ta em sẽ đeo thử trên tay với size 45. Không có núm thì đeo trên cổ tay 16.5 của em nó sẽ như thế nào. Thì cũng khá là đẹp. Cái này mắt thừa vẫn còn chưa cắt không có một tí vết gì luôn các bác nhé còn nguyên các cái siêu ni lông trước này dành cho những anh em mà đam mê sự hầm hố mặt kính sapphire này máy này rất nhiều công năng module 5544 chạy bằng năng lượng mặt trời bên cạnh đó là kết nối với điện thoại tự động chỉnh thời gian mà chúng ta không cần phải chỉnh cái gì cả mỗi việc kết nối với điện thoại thôi và nó khá là hầm hố Mức giá niêm yết chính thức của G-Shock MTG B1000 này Nó được Casio niêm yết với mức giá là 37 triệu 013 nghìn 37 triệu 013 nghìn cho một chiếc hàng mới tinh full box Và bên Quang Lâm cũng có phân phối hàng này hàng mới Do Casio phân phối chính hãng tại Việt Nam các bác nhé Còn uh, hiện tại thì bên em đang có một chiếc này hàng lướt Cái này đã qua sử dụng rồi Cái này là ở Nhật nó có giá niêm yết là 195 nghìn Yên Còn chiếc này thì hàng đã qua sử dụng rồi thì nó sẽ rẻ hơn được một chút có cái giá chỉ hơn 24 triệu một chút thôi Để có giá chính xác thì các bác có thể truy cập vào đường link bên dưới video Hoặc có thể truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com Vào ô tìm kiếm anh em đánh mã số 2889 để có được giá tham khảo của chiếc này Dòng này thì bên đồng hồ quang lâm sẽ bảo hành 3 năm Để cho các bác yên tâm sử dụng cho đến năm 2025 các bác nhé Với những thông tin bên trên thì anh em nào quan tâm đến dòng MTG B1000 này thì có thể liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm. Còn hướng dẫn sử dụng thì em sẽ gắn ở phía dưới phần miêu tả của video anh em nhé. Anh em quan tâm đến chiếc này thì hãy click vào đường link đó. Quang Lâm xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.